Nếm thở bóng phô đốt quá, không còn còn mất bạc bào tí hết. Cái đốt Thank you.
Lót và phạm tín nghĩa à, trong phần đi theo có dây và không dây, đó này đi vị trí tốt. Trong cái phần mà đi mà xuống xoay lại ấy, thì con đó cần phải xoay tốt hơn. Con đó cần phải năng động hơn trong có hai cái phần này. Hai cái phần này thì cái giá là tốt, tên của tốt. Phần ngồi lại thì lúc đó dừng lại ngay lập tức. Phần này thì cái giá là rất tốt, nếu mà không có nhìn theo tốt hơn.
phần nào chó nằm dây. Cái phần mà gọi là thì con chó nó phải nhanh hơn một chút nữa. Con này đánh giá là rất tốt. Cái phần mà nằm lại thì nằm chờ con chó cũng cần cái sức nhất thì nó nằm xuống đây. Thành ra là phần này đánh giá là rất tốt. Và phần này đánh giá là rất tốt con chó. Đánh giá là đừng vào mi. Tức là khi mà đi theo có dây con chó này đi rất là tốt, đi chú ý và giữ vị trí tốt. Phần này được đánh giá là rất tốt. Nhưng mà khi mà mình đi không dây thì không biết là do vì lý do gì mình dùng ai mình giúp chó để mà nó kết nối với mình. Trọng tài á, mình nghĩ là không như vậy, em đóng đi không tốt, nhưng mà tại vì ông không có lý do tại sao mà mình lại làm như vậy. Phần này á, là chỉ được đánh giá là đạt thôi, tại vì là mình giúp con chó. Ngồi lại thì con chó này ngồi rất là tốt, phần này đánh giá là xuất sắc. Phần nằm lại thì con chó cũng cần phải được sự giúp đỡ của người chủ mới nằm. Và có sự giúp đỡ để ngồi đằng trước. Tốc độ tốt. Bài thi này đánh giá là tốt. Tức là mà nằm chờ là có nhiều, chứ không phải là chỉ tới là một phát chó nằm. Nên là phải có vị trí căn bản, có người kế bên, sau đó mình mới kêu con chó nằm xuống. Và khi mình quay lại cho con chó, mình cũng phải về vị trí căn bản, ngồi con chó lên, sau đó di chuyển. Con này đạt, như hôm nay mình đạt. Rồi, chúc mừng hai bạn.